Trên quảng trường từng bị bỏ hoang ở Villa Nuevos Horizontes, hoa đã nở rộ, trong khi một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật cũng đang nồng nhiệt chào đón người dân địa phương và khách du lịch. Tôi thực sự rất vui khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc tại đây. Tất cả đều rất đẹp. Tôi hy vọng người dân địa phương và những người ở vùng lân cận sẽ luôn duy trì quảng trường trong trạng thái như hôm nay. Cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, mà không ít tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ Bolivia đã được lựa chọn, trao giải thưởng và quan trọng hơn cả là được trưng bày tại bảo tàng ngoài trời đầu tiên trong thành phố. Hầu hết các tác phẩm nghệ thuật tại đây đều làm nổi bật nét đặc sắc của El Alto, nơi mà diện tích của nó đang phình to gấp 10 lần so với những năm 1990 nhờ tốc độ phát triển ngày một nhanh và mạnh. Chúng tôi đã cố gắng làm một cái gì đó tại El Alto cùng với các nghệ sĩ trẻ. Sau một năm, ý tưởng của chúng tôi đã trở thành hiện thực khi bảo tàng ngoài trời đầu tiên này ra đời. Với công trình bảo tàng cũng như sự hồi sinh của quảng trường từng bị bỏ hoang, El Alto đang dần loại bỏ những hình ảnh ảm đạm trong thành phố. Nó cũng cho thấy một thực tế rằng các cơ sở hạ tầng tại đây đang ngày càng được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội.